cho các bạn. Các bạn thấy những viên đá của mình có đẹp không? Hôm nay mình sẽ làm mứt rau câu và những viên đá như thế này. Để làm mứt rau câu thì mình cần có 5 bịch rau câu dẻo, 1 bịch sữa tươi để mình làm màu sữa, 2 gói cà phê đen để mình làm màu đen, lá dứa và một ít hoa đậu biếc, 2 trái cam. Củ dền thì mình có thể thay thế bằng trái thanh long cũng được, và một ít màu thực phẩm để các bạn làm rau câu hình viên đá. Ở đây là 2 kg đường. Mình sẽ châm tầm khoảng 100 ml nước sôi vào trong hoa đậu biếc. Mỗi ngày các bạn uống 1 ly nước đậu biếc giúp ngăn ngừa lão hóa, và mình có thể kiểm soát được đường huyết và phòng chống được một số bệnh về mắt. Nếu có dịp thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về dây và hoa đậu biếc của gia đình mình trồng. Hoa đậu biếc thì hồi xưa người ta trồng rất là nhiều, nhưng bây giờ thì rất là hiếm, và người ta cũng có thể trồng để làm kiểng rất là đẹp đó các bạn. Màu củ dền này thì các bạn cũng có thể thay thế bằng trái thanh long ruột đỏ. Mình vắt lấy cái nước và mình cho qua rây, mình lượt hết cái hột của nó ra, thì các bạn cũng có được cái mục hoa hồng rất là đẹp. Củ dền thì mình sẽ cắt mỏng ra, các bạn cho vào nồi tầm 100 ml nước lọc, mình đun sôi và mình lấy cái phần nước ra. Lá dứa thì mình sẽ cắt nhuyễn ra để mình xay lấy nước cốt cho nó dễ. Mình sẽ cho 100 ml nước đun sôi để nguội vào trong lá dứa, và các bạn xay mình vắt lấy cái nước. Nước cam thì các bạn cũng có thể thay thế bằng chanh dây, và mình tách lấy cái hột nó ra. Mình cũng có nước sốt chanh dây thì làm màu cam cũng rất là đẹp. Thêm cái màu sữa trắng nữa là mình đã đủ được 6 màu để pha vào mứt rau câu rồi các bạn. Mình sẽ vớt hoa ra mình bỏ nha các bạn. Mình sẽ trộn rau câu và đường hòa với nhau để một lát nữa khi các bạn nấu rau câu thì nó không có bị vón cục lại. Mình bắt lên bếp một cái nồi, các bạn cho vào 3 lít nước và mình cho cái lượng đường còn lại vào, mình đun sôi lên. Sau đó thì mình sẽ cho bột rau câu và đường vào. Khi làm mứt rau câu thì các bạn cần cái lượng đường nhiều và cái lượng nước thì vừa phải, để khi mình làm ra những cái thạch rau câu, viên rau câu qua mứt nó đẹp và nó tạo được cái phấn. Nước sôi thì các bạn sẽ cho từ từ thạch rau câu và đường vào, và mình cũng khuấy để cái phần rau câu ở dưới đáy nó không có bị xít. Mình có 6 màu tương ứng với lại 6 cái khuôn. Các bạn cũng có thể chọn bất kỳ cái khuôn nào để mình làm mứt rau câu. Giờ thì mình sẽ cho màu hồng vào trong cái khuôn đầu tiên. Màu xanh lá dứa. Màu cam của nước cam. Và màu đen của cà phê. Màu xanh biếc của hoa đậu biếc. Màu trắng sữa của sữa tươi. Khi nước ở đầu câu của mình nó trong thì các bạn sẽ cho ra 500 ml nước mình đong vào mỗi khuôn. Khi cho vào rồi các bạn cũng dùng cái vá mình khuấy nhẹ như thế này để cho màu của nó và rau câu được lẫn vào nhau. Nước rau câu thì các bạn cũng nên để trên cái bếp và mình giữ ở nhiệt độ thật là thấp để rau câu của mình nó không có bị đông đặc. Số rau câu còn lại thì mình sẽ cho ra một cái khuôn và sẽ sử dụng màu thực phẩm. Đối với màu thực phẩm thì nó sẽ lên màu đẹp hơn, nhưng mà mình thấy màu tự nhiên ăn cũng rất là ngon và lại tốt cho sức khỏe nữa. Các bạn nên áp dụng cái màu tự nhiên hơn so với là cái màu thực phẩm. Mình sẽ cho vào 1 giọt đến 2 giọt. Các bạn dùng đũa mình khuấy cho nó tan đều. Rau câu của mình sau khi để 1 tiếng thì nó đã đông đặc hết rồi. Bây giờ mình sẽ cho ra thớt mình cắt. Các bạn có thể cắt hình khối vuông hay là khối dài, tùy vào sở thích mà các bạn có thể cắt. Mình dùng con dao mình viền quanh cái thạch rau câu như thế này. Thì các bạn sẽ sử dụng cái thớt đó, mình úp ra. Mình sẽ cắt thạch ra hơi dày dày để một khi nè các bạn phơi cho nó khô lại thì nó còn teo lại một chút. Mình đã cắt 6 màu ra một cái mẹt và các bạn sẽ sử dụng cái tấm vải thưa mình che lên. Mình phơi trong khoảng 2 ngày với nắng lớn và 3 ngày với nắng vừa. Thì các bạn sẽ có những cái khối mứt như thế này. Thay vì mình dùng dao và cái đầu chấn mình cắt ra thành từng cái cây rau câu như thế này, thì cái hộp rau câu còn lại thì mình sử dụng tay các bạn bẻ ra từng miếng nhỏ tạo thành những cái khối đá để mình làm kẹo đá rau câu. Trong video này thì mình giới thiệu với các bạn là 2 cách làm, một là màu tự nhiên và màu thực phẩm để các bạn có thể tham khảo. Nhưng mà mình ăn thì mình khuyên các bạn nên sử dụng màu tự nhiên để cho tốt sức khỏe, và cái màu thực phẩm này thì nó rất là tiện dụng. Để làm những viên kẹo đá thì mình sẽ sử dụng tay mình bẻ ra như thế này để cho tạo cái khối đá nó tự nhiên hơn. Nếu các bạn có thời gian thì mình cũng có thể sử dụng dao mình gọt theo từng cái khối cho nó đẹp. Còn nếu không có thì thôi, các bạn cũng không cần. Nếu các bạn có thời gian thì mình sử dụng dao mình tạo ra thành những cái khối như thế này thì nó rất là đẹp hơn. Mình sẽ sử dụng cái tấm che như thế này, mình đậy lại và các bạn sẽ phơi 2 ngày với nắng to và 3 ngày với nắng trung bình. Mình sẽ cho đá ra dĩa và mời các bạn thưởng thức thử đá của mình nha. Trong lúc làm thì mình có nói là 3 ngày nắng thì mình đã có một cái thành phẩm mứt và kẹo đá như thế này. Nhưng mà do nhà mình nắng yếu quá nên mình phơi được 4 ngày các bạn. 4 ngày mình cũng có thành phẩm như thế này. Ở đây là mình có mứt rau câu làm từ cà phê, làm từ sữa tươi, củ dền đỏ và lá dứa, chua chua ngọt ngọt của vị cam và màu xanh biếc của hoa đậu biếc. Mình cảm ơn các bạn đã xem video và đăng ký ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau nha. Bye bye.